Ok, xin chào các bạn đã trở lại với Real Gaming. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với eSports của Free Fire Việt Nam. Và cái mà mình muốn nói đến ngày hôm nay đó là việc các đội tuyển đã chuyển nhượng sau khi mà đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020 kết thúc như thế nào. Như chúng ta đã biết, đương kim vô địch của chúng ta VGaming họ đã có mùa giải thực sự xuất sắc sau khi đã có một cú đúp cả giải đấu quân đoàn chiến lẫn cả đấu trường sinh tồn. Tuy nhiên thì mọi sự chú ý lúc này đang tập trung tới một trong những chủ đề rất nóng ở trong thời điểm hiện tại, đó là việc chuyển nhượng giữa các đội tuyển. Và có thể nói bom tấn của mùa hè này đó chính là việc mà Cao Bạc đã bỏ ra đó là 50 triệu Việt Nam đồng để có thể sở hữu lại cái suất thi đấu tại đấu trường sinh tồn của Team Cloud. Team Cloud dẫn đầu bởi Cloud CP họ đã giải tán rồi. Hiện tại thì Cloud Bell anh ta quay trở về thi đấu cho Team Quality, trong khi đó thì Cloud CP anh ta sẽ chuyển qua thi đấu cho Team Pro A. Còn cái suất đó sẽ được rơi vào tay của Cao Bạc sau khi Cao Bạc chúng ta được biết đến đó là cái tên là ông Nguyễn Quốc đã bỏ việc mua slot ở để có thể có một suất trong giải đấu 18 đội đấu trường sinh tồn mùa hè. Và điều này đã gây ra rất rất nhiều sự tranh cãi trong cộng đồng. Cụ thể thì có hai chiều ý kiến. Chiều thứ nhất cho rằng việc mà Cao Bạc mua lại cái suất này nó không đúng với cả tinh thần của giải đấu, đó là bạn phải đi từ những cái vòng loại bên ngoài và làm sao để mà có thể đi đến cái vòng cuối cùng đó, đấu trường sinh tồn 18 team, một cách gọi là đường hoàng. Nhưng có một luồng ý kiến khác lại cho rằng là việc mua suất này nó rất bình thường ở trong tất cả team eSports, và việc của Cao Bạc này thực sự là một trong những cái gọi là cú hích để thúc đẩy nền eSports của Free Fire tiến lên. Vậy thì ý kiến nào là đúng, ý kiến nào là sai, và quan điểm của các bạn về cái việc mà Cao Bạc mua lại cái vị trí này như thế nào? Sau khi Cao Bạc tung ra đội hình chính thức của mình với những thành viên như Anh Tú, Evil Star cũng như là Quỷ Lạc vân vân thì đã có rất nhiều những bạn vào comment ở phía dưới. Ví dụ như là mà những cái comment nó lại mang đậm tính cà khịa. Nguyễn Đức Giang phải đi lên bằng chính thực lực của mình thì mới thắng, mới xứng đáng. Bạn Thái Hoàng Vũ ngon thì thi đấu từ vòng loại khu vực để tranh slot, vậy mới đúng thực, chứ còn mua slot lại thì phải đấu thật hay. Vũ Đình Mỹ cho rằng là anh em đừng có chê Gao nữa, và Gao mua như vậy đó là chuyện bình thường. Và có rất nhiều bạn cũng comment mua slot thì sao, đúng việc đúng thời điểm vậy thôi, mấy ông phẫn nộ chứ chúng tôi bán luôn chức vô địch đấy. Tuy các bộ môn eSport khác không bán nhưng đối với tôi bán slot vô địch là bình thường, game thủ mém chuyên nghiệp và một phần tử phải, tôi mới nói là cái khả năng cà khịa anh ta cũng rất cao. Trần Thùy Trang nói vậy chứ có tiền muốn làm gì cũng được, không cần bắn từ vòng loại, vòng bảng chi cho cực. Về cơ bản thì tất cả những cái comment này đều chỉ trích Cao Bạc, đó là việc mà anh ta mua cái slot để vào trong đấu trường sinh tồn này là không đúng với thực lực, không đúng với tinh thần eSports. 50 triệu đó bỏ ra là lãng phí, bla 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 bla. Đó là những cái quan điểm của những người mà không đồng tình với việc là những cái suất trong đấu trường sinh tồn có thể bán được. Tuy nhiên thì các bạn phải hiểu là eSports nó cũng là một trong những cái nội dung mà nó rất là phức tạp, nó là cả một cái ngành nghề rất là lớn. Ví dụ như là có bạn Minh Quang cũng cà khịa theo kiểu là có tiền mua được tất cả, nếu không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Bạn Phương Nguyễn cho rằng là Gao khỏe với cả thích thì mua slot thôi, anh em cứ căng đấy. Không tự dùng thực lực mình thì có lẽ nhiều người, nếu tự dùng thực lực mình thì nhiều người sẽ thích hơn. Đấy là quan điểm của bạn Mít. Thì bạn Mít này nói cũng đúng là nếu như mà đi từ vòng loại, đi từ vòng ngoài thì sẽ được cái sự yêu thích đến từ cộng đồng hơn. Tuy nhiên thì cái game là một cái game eSports, cái game Free Fire này nó là một trong tựa game eSports, và trong thể thao thì cái chuyện mà các bạn nhường suất hay là các bạn bán lại cái suất của mình cho những người khác là hết sức bình thường. Một trong điều phải khẳng định là Cloud thì họ đã nhận được 50 triệu từ phía của bên Cao Bạc, và họ đồng ý để cho Cao Bạc có thể thay thế cho mình thi đấu ở trong vòng ngoài. Còn cái lý do mà Cao Bạc bỏ ra thì theo mình cũng rất hợp lý thôi. Cá nhân mình thì mình nghĩ là Cao Bạc bỏ ra để có thể đảm bảo một suất thi đấu ở trong giải đấu chuyên nghiệp mà không gặp quá nhiều vấn đề hên xui ở trong cái vấn đề thi đấu vòng loại. Cá nhân mình thì khi mà thấy có rất nhiều ý kiến cà khịa về đội hình của Cao khi mà họ công bố, thì mình đã có một cái chia sẻ đối với ban tổ chức ở đấu trường sinh tồn đó, đội hình của Cao thì tương đối mạnh. Trong đó thì Gao Anh Tú thì chính là VN Anh Tú 98 ngày xưa mà thi đấu cùng với là Vô Lý Kim Tròn đây anh em. Rồi Evil Star chính là một thành viên cũ của Phú Quý, trong khi đó thì Nhã Béo là OMP, Nhã DT cũng là một trong những tay bắn gọi là rất là ghê, và đội hình này cũng rất là ghê. Và họ cái 50 triệu đó chỉ là bề nổi thôi, còn đằng sau lưng ấy thì Cao Bạc có thể đã chi ra hàng tỷ bạc để có thể đầu tư cho team.
các bạn ngay khi mà cái ý kiến này mình đã đăng thì có rất là nhiều game thủ khác vào cà khịa. Ví dụ như có game thủ Vũ Phạm thì cho rằng là cái việc mà bỏ ra 50 triệu để bỏ qua vòng loại này là không fair play, hay là có người thì đã gọi là hoài nghi về cái con số bạc tỷ mà mình đã đưa ra ở trong cái ý kiến của mình, hay là những game thủ Phạm Đông thì cũng nói là bắn hay như thế mà phí 50 triệu ghê, ý là đội hình hay như vậy họ hoàn toàn thể vượt qua vòng loại. Tuy nhiên thì như mình đã nói rồi, Free Fire, mình đã từng nói rất nhiều trong rất nhiều giải đấu của mình, Free Fire là một trong những cái game mà có tính hên xui cực kỳ cao. Các bạn đã biết là có những đội tuyển rất mạnh, họ thi đấu rất ổn định qua thời gian dài, nhưng họ không thể chạm tay vào trong cái chức vô địch được, bởi vì có rất nhiều yếu tố khác nhau, từ vòng bo, từ sức bắn của mỗi game thủ ở mỗi ván đấu, hay là coi như là chuyện hên xui khi mà chạy bo, có khi là bị kẹp bo, rồi nó có quá nhiều thứ. Và việc mà Khao Bạc anh ta bỏ ra 50 triệu là để hoàn toàn loại bỏ những cái vấn đề hên xui ở trong quá trình thi đấu và đảm bảo cho team mình sẽ xuất hiện ở trong cái giải đấu. Tất nhiên thì Khao Bạc anh ta cũng là một streamer lớn, anh ta cũng là một người làm ăn, anh ta phải biết làm như thế nào để tên tuổi của mình, các bạn biết là bỏ ra 50 triệu mà để cho cái tên tuổi và cái thương hiệu của mình xuất hiện trong 6 tuần của đấu trường sinh tồn và được hàng trăm ngàn người xem, được tất cả các bình luận viên hô vang cái tên của mình ở trong đấu trường sinh tồn, thì tôi phải nói 50 triệu là một con số quá rẻ. Tuy nhiên thì các bạn nhìn vào con số 50 triệu nó chỉ là bề nổi thôi. Còn ví dụ như tôi cứ cho là mỗi game thủ trả lương là 5 hoặc 10 triệu một tháng đi, cùng với phí sinh hoạt, cùng với cả tiền thuê nhà, cùng với tiền thuê thiết bị, thì mỗi tháng Khao Bạc có thể sẽ phải bỏ ra từ 1 cho đến 200 triệu để duy trì team, và nguyên cả mùa giải đấu trường sinh tồn thì anh ta cũng sẽ mất cho đến 500-600 triệu tiền của anh ta để duy trì cái đội tuyển này. Tất cả những người nào mà làm eSports thì đều sẽ biết là cái giá mà để gọi là duy trì một đội tuyển là bao nhiêu. Nếu các bạn không tin thì các bạn có thể theo dõi rất là nhiều những cái nội dung, những cái thông tin về eSports trên mạng. Còn nếu mà nói về chuyện hên xui thì các bạn hãy nhìn vào trường hợp của hai đội tuyển sau đây. Thứ nhất là Box Gaming, một trong những đội tuyển rất mạnh từ cái ngày mà đấu trường sinh tồn mới gọi là được khai sinh đến bây giờ. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại, Box Gaming vẫn chưa bao giờ chạm tay vào chức vô địch của đấu trường sinh tồn, cho dù họ có một đội tuyển cực kỳ tài năng với những người chơi như là Nhã, như là Mistake. Và những cái sự hên xui ở trong những cái quá trình thi đấu cũng như là qua rất nhiều giải đấu khi mà không được bo độ thì khiến cho Box Gaming đến thời điểm này vẫn đang ngậm ngùi, chưa thể một lần chạm tay với đấu trường sinh tồn. Hay trường hợp thứ hai mà nói về chuyện hên xui đó là Hà Nội Team. Hà Nội Team là team đứng đầu ở vòng bảng của đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020. Tuy nhiên thì vấn đề mà Hà Nội Team gặp phải khi mà thi đấu ở trong trận chung kết, cái thời điểm quan trọng nhất để những thành viên của Hà Nội Team như là Mr. 101, như là trẻ nghé, như Sửu Nhi để thể hiện bản thân mình, họ đã không làm được, và thậm chí là họ còn bị phải thi đấu lại vòng thăng hạng, nghĩa là họ nằm ngoài top 6 trụ hạng, họ chỉ về vị trí top 7 và họ lại phải thi đấu lại cái vòng thăng hạng. Không ai nghĩ rằng Hà Nội Team không thể cạnh tranh cho mình một trong 3 vị trí top đầu đấu trường sinh tồn, nhưng cuối cùng thì việc của họ phải làm đó là thi đấu lại vòng thăng hạng của đấu trường sinh tồn mùa hè. Bản thân bình luận viên Đăng Quang, một người đến từ quân đoàn Cloud, anh ta cũng nói về cái chuyện mà Cloud mua slot thì sao, đúng việc đúng thời điểm vậy thôi, chẳng có gì sai khi tìm một con đường đi chắc chắn nhất để đến với giải đấu chuyên nghiệp cấp độ cao nhất của Gaena Free Fire. Bây giờ để chê trách thì còn quá sớm, nhưng gặp nhau tại trận đấu mới có thể đưa ra ý kiến thực lực được. Không ít các bộ môn khác như Liên Minh Huyền Thoại hay Liên Quân đều có thương vụ mua lại suất như vậy. Vâng, và cái đó thì nó cũng rất hợp lý. Ngay cả một đội tuyển mà có cho mình một cái lực lượng thi đấu rất tốt như AFK, họ cũng phải ngay lập tức bổ sung cho mình một lực lượng rất mạnh với 3 thành viên mới, đó là Bảnh, đó là Panda và đó là Kim Chon, 3 game thủ có thể nói là những tài năng xuất chúng bậc nhất ở trong cái nền Free Fire Việt Nam. Và đó là một trong những cái bước tiến, thay vì là họ ngồi khư, họ ngồi chê trách hay họ ngồi cà khịa team này team kia, một là họ tăng thêm lực lượng, tăng thêm sức mạnh cho mình, hai là tìm một suất nào đó để có thể chắc chắn nhất đến với đấu trường sinh tồn. Có bạn Huỳnh Đức, bạn này vặn lại tôi là nói như anh, sao người ta không dùng tiền bản lãnh tay to như anh nói, sao không thi đấu từ vòng loại để người ta nể bỏ ra tỷ bạc mua slot 8 đội làm gì. Thì như mình cũng đã có giải thích, người ta là người có tiền, họ tiêu sao hợp lý nhất là việc của họ. Việc thi đấu từ vòng sơ loại là cực kỳ mạo hiểm với một tựa game rất có tính hên xui, mua một suất là đảm bảo cơ hội thi đấu, chứ không hẳn là họ yếu đến mức không thi đấu được. Nhìn vòng sơ loại đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020 đã có rất nhiều team đã bị dụng, thậm chí là cả team WG Huyền Thoại họ cũng đã không thể nào vượt qua được vòng loại đấu trường sinh tồn mùa xuân, cho dù họ có một đội hình rất tốt. Và cái vấn đề ở đây, nhiều người họ chỉ trích cái team cao này không hẳn là bởi vì họ không muốn cái thương vụ ấy diễn ra, mà đơn giản là có thể họ không thích những cái phát ngôn của Khao Bạc, ông Nguyễn Quốc ở trên mạng xã hội mà thôi.
cá nhân mình đánh giá ấy, thì cái việc mà Cao Bạc bỏ ra 50 triệu để có thể mua một suất trong đấu trường sinh tồn, nó thực sự là một điều tốt. Thứ nhất là nó tạo ra một cái tiền lệ rất tốt để cho tất cả những nhà tổ chức ở bên ngoài. Sau này ví dụ như có những tổ chức họ sẽ bỏ ra vài trăm triệu cho đến vài tỷ để mua một cái suất thi đấu ở trong đấu trường sinh tồn, và họ sẽ biến đấu trường sinh tồn như Free Fire trở thành tựa game esports số 1 Việt Nam. À, tuy nhiên thì có những bạn thì bạn ý vẫn chưa thể nào mà hiểu được cái họ vẫn chưa thể nào hiểu được cái gọi là cái nhìn vĩ mô như vậy. Họ chưa thể hiểu được cái bức tranh tổng quát, họ chỉ nhìn vào trong trường hợp này họ cảm thấy việc mua slot là một cái gì đấy mà nó bất công, bảo đấy nó không công bằng. Và những người như Ria Kim Minh, thông thường thì mình ít khi mà phát ngôn trên mạng xã hội cho nhiều, nhưng đây là một trong những cái trường hợp mà mình sẽ phân tích để cho các bạn hiểu là cái việc mà Cao Bạc bỏ ra 50 triệu nó sẽ giúp cho cái nền esports ở Việt Nam nó đi lên. Và có nhiều bạn thì lại vẫn tiếp tục vin vào những cái tên để tên ở trong đội Team Gao để mà có thể gọi là cà khịa cũng như là phủ nhận cái trình độ của Team Gao. Thực ra thì các bạn hãy hiểu một điều là cái việc mà bỏ tiền ra để có một suất thi đấu chắc chắn ở trong đấu trường sinh tồn và cái việc mà team họ mạnh hay yếu là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Nếu team Gao yếu thì sau này cà khịa vẫn là chưa muộn. Và thực sự thì cái việc mà team Gao bỏ ra 50 triệu để có thể có một suất thi đấu như này, nó đã khiến cho nhiều người cảm thấy không hài lòng. Ví dụ như là các bạn có thể nhìn lại một số những comment về team WAG. Thì WAG là một trong những team mà đi theo cách truyền thống, họ luôn tìm cách là đi từ cái vòng loại bên ngoài đi lên. Và bản thân là WAG cũng có một đội hình rất tốt ở trong cái vòng loại đấu trường sinh tồn mùa hè vừa rồi. Và họ, chú Pheo tự tin là sẽ đi tới cuối mùa giải và đạt được chức vô địch. Tuy nhiên thì các bạn hãy, nếu các bạn ngày hôm qua có xem giải đấu thì các bạn sẽ thấy là mọi thứ nó sẽ không đơn giản như vậy. Ngay cả trong bảng A ngày hôm qua lấy 6 đội từ top 1 đến top 6 thì WG họ chỉ về được vị trí top 9 mà thôi. Trong khi đó những đội có sự đầu tư mạnh mẽ như là AFK, như là Hà Nội Team, như là 8X Team với rất nhiều thành viên mới, họ đã quay trở lại với đấu trường sinh tồn. Hay một số những team mới rất mạnh như X Game Omega hay là Menu, họ đã đi được tiếp. Trong khi đó thì ở bảng B chúng ta sẽ thấy những cái tên rất mới như là Phú Quý hay là Quality, họ đã có cho mình những cái suất đi tiếp ở trong đấu trường sinh tồn. Brother Gaming hay Fort Hood cũng như là Q for Survival Wasted Potential, họ sẽ là những team mà trở lại với đấu trường sinh tồn. Ở trong 5 team, ở trong 6 team này thì chỉ có Brother Gaming, Wasted Potential và KFS là những team mới mà thôi, là những team cũ họ quay trở lại mà thôi. Còn Phú Quý, Quality và Fort Hood hoàn toàn là những team mới. Thực sự thì chúng ta nhìn vào trong trường hợp của WAG sẽ thấy một điều rằng là việc mà quay trở lại với đấu trường sinh tồn nó không phải là một điều đơn giản. Cho dù đấu trường sinh tồn bây giờ lên tới 18 đội, cho dù sở hữu đội hình rất mạnh như là Phở, như là Châu 18 cộng, là hai người thi đấu rất hay ở Team Fortress ngày xưa, cũng như là thần đồng MPC, cũng như là một tay bắn rất chắc tay đó là Dark, nhưng con đường trở lại với đấu trường sinh tồn họ vẫn rất chắc trở. Như mùa trước, như đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020, thì ngay cả NPC anh ta phải thi đấu cho team Flash, trong khi đó thì đã thi đấu cho team Đại Tướng Quân. Thì thực sự thì đó là một cái con đường đi rất dài và rất gập ghềnh, thay vì là đường hoàng đi thẳng vào được qua vòng loại. Và điều này nó cũng khẳng định một điều, Gaena Free Fire là một trong tựa game có nền esports rất khốc liệt, và việc Cao Bạc bỏ ra 50 triệu đó là một nước đi mà theo mình đó là một nước cờ hay. Và một lần nữa thì mình xin chúc mừng những đội tuyển trong top 12 đội tuyển đã được thăng hạng, họ sẽ gặp Gao cùng với 5 đội tuyển đã trụ hạng lại ở đấu trường sinh tồn mùa xuân và sẽ tạo thành một mùa giải đấu trường sinh tồn mùa hè rất hấp dẫn. Còn chuyện Gao bỏ ra 50 triệu, chuyện Cao Bạc bỏ ra 50 triệu mua lại team là tốt hay là xấu, là đúng hay là sai, cái này tùy quan điểm mỗi người. Mình đã nói về phần quan điểm của mình, và các bạn đừng quên comment phần quan điểm của các bạn về thương vụ 50 triệu, thương vụ bạc tỷ của Cao Bạc ở trong cái phần comment ở phía dưới video này nhá. Và nếu như các bạn thấy video của mình hay, bổ ích, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video lần sau. Bye bye.